Dạ Vũ xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Vũ xin chúc cô chú anh chị và các bạn được dồi dào sức khỏe nha. Sáng hôm nay là ngày mùng 9 tháng 10 năm 2022 âm lịch nha các bạn. Thì hôm nay Vũ sẽ cắt đọt mấy cây sứ này nha các bạn. Để Tết trổ bông đẹp chơi nha các bạn. Đó. Mấy loại sứ của Vũ đây là sứ ghép nha các bạn. Sứ ghép mình ra một cái cây này mà nhiều loại bông nha các bạn, có thể là 2-3 loại bông á. Quá đẹp luôn. Đây là cái tàn lớn. Nãy giờ cha chỉ cắt cắt đọt nó cho nó trổ bông. Bông này mình chưa có biết sửa tàn, chủ yếu là cho trổ bông đẹp chơi. Kiếm bữa lắm các em ơi. Rồi tháng 10 cắt để cho sứ trổ đúng dịp Tết. Không biết tạo dáng tạo hình, chủ yếu là cắt đọt để cho nó trổ bông thôi, trổ bông đẹp xài cái bông. Năm rồi Tết hai cái chậu đó trổ quá chừng, năm nay không biết sao.
gốc đẹp. Thấy gốc không? Là bông màu đỏ rất là đẹp luôn. Rồi thôi, lỗ một cây. Cây này góc, cây này cắt sao đây? Có hình thì phải cái hình đẹp thì phải muốn nghệ nhân người ta làm, còn mình không biết thì mình chỉ cắt đọt kích thích cho nó đổ bông thôi. Cái này nó ra đọt ngon rồi, ra đọt ngon, ra đọt ngon. Góc cũng bự. Cây nào
cao. Rồi vụ quay cho
mới cắt xong cái cây này, cái dáng nó cũng đẹp nè các bạn. Dáng này dáng nghiêng, cái gốc cũng bự. Đây, hai góc này rất là bự. Quá chừng đọt luôn.
rừng luôn. Góc này cũng đẹp nè các bạn. Cái này nó cũng sung, cũng ra thuộc non nhóc nữa. Thao đọt luôn. Mấy màu nha các bạn.
trứng này là cây nào cũng có ghép hết nha các bạn, cây nào cũng có mấy màu hết. Vũ cắt đọt xứ xong rồi các bạn ơi. Này là Vũ chỉ cắt đọt thôi nha các bạn, chứ Vũ không biết tạo hình. Cắt đọt để cho nó trổ bông đặng Tết trưng Tết chơi. Ba cỏ Vũ quẩn sẽ bằng cỏ sau nha các bạn. Giờ trời mưa luôn rồi. Cho ấy xong rồi Vũ kiếm mũ đậy lại quá. Cắt xong một thao đọt luôn. Và cỏ lên quá chừng luôn. Thôi Vũ xin phép kết thúc cái video. Vũ cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem cái video của Vũ. Vũ xin chào tạm biệt cô chú anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn vào cái video mới tiếp theo. Ngày mai mốt
xứ nó trổ bông mà Vũ quay cho cô chú anh chị và các bạn xem nha. Không biết có thành công không, không biết có ngày dịp Tết hay không.